Alo mình đi vi bang mình ba giờ buồn sang khắp những trái new free hàng lay lệ đội dòng từ cầm mây tạo bộ lại rạn này lúng ta nuôi lợn là doanh hàng Campuchia là hàng Trung Quốc do nên là nhiều rung răng do kết lại do đã rung răng Campuchia mạ đã gây ngắn hàng Trung Quốc lê tương kẹp của mút trầm cái năm để đầu lê tương sân bay cơ ta lại bởi anh xong với gông nên là lâu mày càng nhiệt lệ vi bang mình ba để xem rằng lúc này doanh này mau đập nắng mà hàng Trung Quốc lê hàng Campuchia thì nhiều biết Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh đào Funan Pichu và đề nghị phía Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, ủy hội sông Mekong và quốc tế trong chia sẻ thông tin, đánh giá tác động của công trình đối với tài nguyên nước, môi trường sinh thái của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia bên sông và người dân sống trong khu vực. Kênh đào Funan Pichu có chiều dài 180 km nối cả sông Phnom Penh với vịnh Thái Lan ở tây nam Campuchia. Đây là dự án hợp tác giữa Campuchia và Trung Quốc với tổng kinh phí 1,7 tỷ đô la. Tuy nhiên, vào ngày 9 tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Thượng viện Campuchia ông Hun Sen đã có bài đăng trên Facebook cá nhân bác bỏ thông tin về kênh đào sẽ cho tàu hải quân Trung Quốc hiện diện ngay sát biên giới với Việt Nam, đồng thời khẳng định không có việc Trung Quốc đang phát triển căn cứ hải quân riêng ở tỉnh Seattle. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Do đó nên bố lại có tờ lệ lệ bí bằng phụ Việt Nam lên án cơ tờ lệ lệ cầu Trung Quốc xa mất cơ hôn sen bố mong cất lệ nổn ô, nó đi à? Do nên tạo bố dưa kết lệ như rung như hội mại Trung Quốc như mút mà hàng Campuchia, về nhớ tệ bố. Do nên sân này, đứa bố đưa một hả? Dình Việt Nam như thân hậu Campuchia này à? Cái thời nhập lại quân cốt năm 78-79 dình bố như là tận tạc mà mõ Việt Nam nhiều phải mất 5 năm nhập lại quân cốt mới giải phóng được thế bây giờ Hun Sen lại sân nhiều thân ai thì như tôi xếp xua đấy dình Campuchia hoặc Việt Nam dình xa như vậy bây giờ được bố hôm nay nên dình Campuchia mà mõ lọ chẳng mỡ Việt Nam ô sân nhé dình bây đó như bè sẽ sân bay đó quân sự đó cùng Trung Quốc xây thì nó đó nhà mi công bây giờ luôn nghe sân các lái xây này dình rất bộ an ninh Việt Nam như một màu là ổn định ở bây giờ biên giới Việt Nam hoặc Campuchia thì nó mà nấy nhiều sân nhà chỉ chàng lại nằm dình xin ngã nằm rất bộ dình khách dình nào độc tình cờ Campuchia lẽ nằm Campuchia bộ sẽ xịt Việt Nam nhục tự chọn Campuchia rồi lăng bên ngoài cái đối chính Campuchia để làm mất và là mà làm có bao nhiêu ảnh chính thì thủ đô Phnom Penh là duẩn là mà mang tâm nha võ bọc ngoài cái đối mà làm đấy bà làm duẩn mang nha kể cả văn phòng UN này thì nộp chịu nhà bà mang cọc duẩn ấy cái đi xe thô duẩn mà gầm thô nó ngạo chính sân nha chính Hun Sen cái trăng suốt nó thô suốt ô nó thô một dính ô chính thì bởi á nên Hun Sen nào chưa bài một cắn đây này yêu khách độc biệt tân tâm ấy có gì nhú ngã tâm bắt đầu Hun Sen sẵn bày khách ngã gì vậy á là nếu để bộ trình Việt Nam rồi này như hụi sẽ ngã lại hụi trình như bộ này trình Campuchia mà lọ đồ hơi nhiều trình nào tình có khách đấy chẳng khách cra bày cái gì chẳng lại như một lần trả cái gì tôi sử dụng mình sẵn ít lắm này như là trình biên giới là và Việt Nam hoặc Campuchia trên đồng sông bằng đồng bằng sông Cửu Long như này ta nói trình đó đó biến đỏ đỏ mi công à dình ăn nộp mà lợi đỏ buôn sang play mạ can mạ nần bây giờ cho nên là lòng ngạ sân bay tam nha nên dình Việt Nam nhiều nhiều rồi là chẳng lạch mất an ninh nhỉ như rung ấy chị như rung nha lâu đây như một tí thậu giá tộc khách sang ngạ như vậy lệ khách hoang nhu lệ dình tục buôn nữ đâm đùm đi bố đội như là công hạm đó năm 1968 đối lại vũ khí nần Trường Sa Hoàng Sa công hạm như chi lệ và một đồng kỹ lệ chào cờ cơ khách chứ mạng vũ khí lại đổi lại vũ khí thậm chí vật nuôi khách vật tè tàu ấy vật tè tàu vật hào toang nhá rào quân chậm ta vật nuôi khách chứ biết là năm 68 bây giờ hàng loại này lỗ xóa như là có như là đợ đợ là lần bay tính tầng mà bỏ lần 12 hải lý đối nào cả biến thế này nên chỉ đặc quyền kinh tế của Việt Nam vẫn cũng là lại gọi dọ vùng Việt Nam bây giờ bao nhiêu chị lẻ ý vậy á sẽ là nhiều lỗi nhau màu đó ấy hạ màu đàng hoàng nên khách cứ ngách như đi á khách lại chúng ta đấy ý ngạc ý vậy á sân mắc rồi này chỉnh đó lại khách ngành như tục rằng như tục quý sân này chỉnh rồi này rồi bộ Campuchia ắt ngành mà chỉnh thâu lại cái yuan ngạm tịch ta rồi yuan mà chắc ô thì như vậy ý vậy á sân này chỉnh
Campuchia mà lọ lại có món nào họ y có món khác y có món một lại yêu mà khách đốt cho nên tham ý thì có gì như bà ngày đêm xảy ra như hóng yuan clean chỉnh khách sang hỗ trợ Campuchia thế bây giờ sẽ sẵn đan yuan yuan như vậy sẵn rồi đây rồi sẵn sẽ đó nó dòng để đẹp lại bộ này có tờ này yuan này như rung của mại hay đồng bạc đồng tiền lại như hàng Trung Quốc ấy mình càng cố giờ Campuchia như rùi rùi bữa đại này em bạn như hàng Campuchia ăn được mồ rồi mà giờ rồi gấp rồi lại Campuchia bộ lại cái đó là trẻ yuan plus thế nhiêu lệ tưng hợp tác hàng lục lá cộng sản Việt Nam nên mút tham nhập lạc số như này như thằng bố trẻ cái này này lại nhập bạch hầu mình là hợp tác số bạch hầu cái này bây giờ được hoàng anh như này nhập prai cái dầu prai cái dầu lấy càng prai cái dầu nó lần tai cái này em bạn nhập mạng cái dầu mà bắt đầu nhập sĩ bạn anh hiệp quan Trung Quốc lại lên trang nạp lại play như trong nhập tu này như ở trong tu trong văn công nhân Việt Nam ở Campuchia là cái số như vậy xăm rạ này tôi không phải tôi lao đã lao nhá vừa tôi lệ lại này bằng lâm và đặt bằng nhau vô bọc lần yuan sell được chưa yuan ai vừa nấn cái hun sen lại nhiều bật thao đầm lại cái con hun sen thấu nhiều càng rồi xăm bình đập bull nhiều vừa đặt Campuchia lại nhiều lũ đáng lũ đáng lại đang bọc con buộc keng úc cử vợ để đặt hun sen lại độ pan hàng yuan lại chỉnh đang hôn sẹt lười à buộc cái gì vậy như miêu kệ ra này hiện bây đã buộc miêu kệ lại nhiều pre Trung Quốc một mà xây dựng lần chặt nhiều phố prong nhất như bây anh đi cầm chia như ở quan casino ấy quan casino ấy lù quan casino phát tiền với mãi lần chặt cầm chia một quốc một nào lê tương trăm cái năm hàng hóa này đi Trung Quốc kìa công ty này công ty prong Trung Quốc xây dựng tiêu nó nên tôi đang cộng sản Việt Nam sớm muộn tạo bồi lại chính tua bộ trà này Trung Quốc nhật hầu biểu kệ như thế này vì Trung Quốc thì do bên đó như gì ở ban đạp từ nhiêu càng cất lúc này dọn bao nhiêu là như giáo nhưng mà dập tắt đấy nhá chính như dập Việt Nam đã như giáo bạc kính thứ hai do cất cái Trung Quốc không bất đồng lên trong hàng cái tập quân bình này là như lệ Việt Nam là như giáo là bạc kính thứ hai này bạc kính thứ hai tức là do nhật đom hơn nữa nhưng nó lao chỉ là đáo nó lại là chỉ một phần nào đó đấy đảo Hoàng Sa Trường Sa rồi xăm nhu kỹ mà nó lom lóc lầu thì lại tự Hà Nội đâu nhá lần Trung Quốc bây giờ lần mừng thứ xuyên lần Trung Lào Cai mừng nhẹ lần là Trung Quốc rồi nhưng nó lại tung lồm tạ bù đại này lại bù màu lại đập nặng ôm mừng điệp nặng bự đây có bự bự đây có bự do đó mày về lăng bẹ cất lấy video mình bà buồn sang lại Trung Quốc mất má lên Trung Campuchia Hàn Trung Quốc hiếm bạ như chỉnh lên hiếm bạ phương hướng Việt Nam chơi phong thú thì nhiều lại xăm lăng có mềm tan nè tại Việt du sóc y sắc thuộc Singapore nhận định với AFA rằng mối lo ngại lớn hơn là về ảnh hưởng về môi trường của kênh đào lên đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và khả năng Campuchia đang rời xa quỹ đạo ảnh hưởng tới kinh tế của Việt Nam vào khi Hà Nội đang ra sức đầu tư vào việc duy trì quan hệ ba nước Việt Nam Lào Campuchia như ở ba nước đông dương đấy tại Thành phố Hồ Chí Minh mặc dù trời không mưa nhưng toàn bộ tuyến đường Trần Xuân Soạn quận 7 và một số tuyến trũng thấp đã ngập nước do ảnh hưởng của triều cường. Truyền thông trong nước vào ngày 11 tháng 4 cho biết triều cường năm nay đến sớm hơn và cao hơn với cùng kỳ năm trước từ 6 đến 8cm. Cùng ngày tại đồng bằng sông Cửu Long. Cùng ngày như ở đồng bằng sông Cửu Long mong bắc biển, vừa xịt biển mong tới đập này vậy. Trung Quốc như xây dựng cờ tới như ở sân bay. Mà mong luôn như can chỉ liền e như tràn tôi phải liền ảnh hưởng tôi hướng nam á. Chính như là ngày 11 tháng 4 pro tầm pre tầm tí này một mọi chân chăm mọi đi luôn tới là truyền lạc của thật thế này và ta là lơ thâu lấy và tại chăm ba chân vào Việt Nam lại như mọi ya lip giờ luôn tới là cảnh bão thì nhiều pi bằng rẻ rồi đã bồi lần trả Việt Nam nhiều lúm ta cật lấy sọt sát lúm ta cật lấy những nhẹ bây giờ lại phiền đó dập cho nó như bự pi mà này giờ nó e bồi mọi lợi thoát úc chính buộc phải ngập lần trả như vậy nó nên tôi bộ mông niệm nạp được hiếm bạ hạt địa lúc này dọn thì phương hướng cứ nhớ mà pro hạt buồn sang nhớ hàng lần chào còn về nhớ tôi yên lặng vậy có bộ tôi sẽ có được lặng bữa rồi dình bữa nhiều xung đột hoàng trà riêng cả lui á yên lặng đọ mi nên như lại đối thủ nhiều đường nữa họ tiềm tàng như tôi răng ai có mì lấy mì nần dọ lấy cái bùi bây giờ khách lấy rồi này đặt lọ viết cái nhiều tăng mà lẽ khách nhận như thóm rằng lọ Campuchia lại xe hay nhiều xe nhẹ hay nhiều á dòng tây là dòng tây á ắt ắt lọ về việt ngã hay nhiều sơn gì là nào á gì là nào là mọi là
sân cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm. Có số phận đó Doan Linh ở Đảng Cộng sản Việt Nam rồi này sẽ sẵn sân ơi tất cả anh nói khách hết mình sẵn gì dọ sẽ dọ đang lạnh mà hả đáng còn nhưng mà nước mắt tất cả anh nói mi xin sẵn gì mất đáng và nước còn họ sẵn lần vậy tất cả em mà nói ô xin ngạ rất bố lê rồi này sân mày thì nhiều lần lại hả đùm lại đùm lại hả ở hơn lấy bom như sẵn lệ cơ như sẵn lạc Trung Quốc hả là nhiều nhu em đặt Trung Quốc màu đặt rồi một tin ở nhiều đặt Trung Quốc còn Trung Quốc em đặt nhỉ với Campuchia lại bỏ lại nhiều Campuchia tụ mà hệ nhiều tự dọn nó Campuchia một tụ thì vậy á bắt buộc nhiều xung đột dính Campuchia yêu lấy khách khách với sẵn trị nhiều vậy á sẽ sẵn sẵn nên rồi bộ cực kỳ nguy hiểm cỡ Đảng Cộng sản Việt Nam rồi này Mỹ chẳng ngại cái doan mà khách chẳng ngại cái doan mà Campuchia điệt thiết lòng làm mà giang nhiều chẳng ngại biết cái nhu mà lòng một lần nào để lòng nạc tâm lòng nạc lòng bất nạc rồi lòng bất nạc tâm rồi giờ lên lầm rồi bất nạc khỏe rồi lòng này kriếp gì lấy lấy phải rác như lạch bất tạ tê lấy lạch nhỏ ôm tọa tọa dưới na là lạch bất đường lấy tọa dưới na em có biết nhiều lấy có biết cái mây sôl rồi bây giờ stu chô thì nhiều vật quỳnh bố biết thao ngáo thì bây giờ tí dọ phải rạc này cả thao cái tí là bất nạc tâm bất này cả thao bất nạc tâm bất này chắc nhé bất nạc phương án bê như là như hụi mà ai lấy hủy mai là bận nát này đâm lăng vậy. OK, bữa nay em được buồn sáng, em mượn lại rồi em được bắp nhè mà rượu rượu lau, cái nó lại dọn này tiếp bữa thao năng dữ là buồn sáng. Vâng là. Quất cầm nước buồn cùng. Bắp nhè. Nên bắp nhè bị tăng mầm nít mông bằng đùng đưng hàng lại chơi đi free, về là buồn sáng cặp lăng hàng lại phim bro cặp này mông đi với bạn. Là chặt luôn.